Bạn, mình tên là Nguyễn Hồ Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách gấp một cái túi quà nha. Thì những nguyên liệu các bạn cần là một tờ giấy hình chữ nhật. Tiếp theo là một chai hồ hoặc là một chai kẹo. Tiếp theo là cái đồ bấm lỗ. Đầu tiên, chúng ta sẽ để hai tờ giấy này qua bên như thế này. Và canh. Ở đây là một ngón tay. Lấy phần bên này, đè tờ giấy này. Đó, hai bên đè nhau như thế này nhé. Mình sẽ canh cỡ một ngón tay. Bây giờ mình sẽ dùng keo và dán vào chỗ này. Tiếp theo chúng ta sẽ gấp lên canh cỡ 4 ngón tay. Tiếp theo, chúng ta sẽ đè hai phần bên này xuống nhé. Mở phần bên trong ra và đè hai bên này xuống. Bây giờ chúng ta sẽ gấp nó lên canh cỡ một ngón tay. Mày gấp nó lên. Một ngón tay so với cái đường ngay ở giữa đây nha các bạn. Đây mình sẽ để qua. Tiếp tục, ở phần trên này, chúng ta cũng sẽ canh một ngón tay. Để gấp nó xuống. Hai bên chúng ta sẽ canh cho nó đều nhau nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng keo và dán nó ở cái phần tam giác này nhé. Đây. Và ở đường thẳng này luôn.
Ở phần dưới này thì mình chỉ để hai phần tam giác thôi. Bây giờ mình sẽ gấp lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ để phần giấy ngoài này gấp nó vào bên trong cho thẳng. Cái nét ở bên ngoài này chúng ta sẽ gấp vào cho nó thẳng như thế này. Sát luôn nhé các bạn. Chúng ta sẽ gấp nó lên. Bây giờ chúng ta sẽ úp lại và mở hai phần này ra. Bây giờ mình sẽ dùng hai tờ giấy dư và cắt nó ra thành hình trái tim. Sau khi xếp xong cái túi thì bây giờ mình sẽ bỏ quà vào. Và mình sẽ dùng hai bên này và đè nó ở phần trên này thôi. Và gấp nó ra đằng sau như thế này. Và gấp thêm một lần nữa. Mình sẽ dùng cái đồ bấm lỗ và bấm nó. Ok, vậy là mình đã có hai cái lỗ ở đây. Bây giờ mình sẽ dùng một sợi dây ribbon đây, một sợi như thế này, và mình sẽ luồn nó qua. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.